Bốn lời dạy tinh hoa của Lão Tử về lập nghiệp, quản nghiệp và trị nghiệp. Ý nghĩa sống kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề Bốn lời dạy tinh hoa của Lão Tử về lập nghiệp, quản nghiệp và trị nghiệp. Kính thưa quý vị và các bạn, lập nghiệp, quản nghiệp và trị nghiệp luôn là những đề tài được cả người xưa lẫn người nay coi trọng. Nhất là những đấng nam nhân đại trượng phu muốn có danh gì với núi sông. Con đường lập nghiệp vốn nhiều thử thách, con đường quản nghiệp và trị nghiệp còn nhiều thử thách hơn. Trước những biến động không ngừng của thị trường và thời cuộc, Lão Tử đã đúc kết ra bốn lời dạy tinh hoa sau đây để chúng ta có thể gối đầu giường phòng khi cần sử dụng. 1. Cây lớn một ôm khởi sinh từ cái mầm nhỏ, đài cao 9 tầng khởi từ một sọt đất, đi xa ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Lão Tử. Nguyên văn câu nói này của Lão Tử là: hợp bảo chi mộc, sinh ư hào mạc, cửu tầng chi đài, khởi ư lũy thổ, thiên lý chi hành, thủy ư túc hạ, theo chương 64 Đạo Đức Kinh. Đây chẳng những là câu nói bổ ích cho những người đang lập nghiệp, mà còn là kim chỉ nam cho những người đang có ý định muốn lập nghiệp. Cho dù là việc trồng lúa, hay dự án xây dựng tòa nhà cao tầng, hay việc xây dựng bệ phóng tên lửa, nhất nhất đều phải khởi đầu từ những việc nhỏ. Không biết có phải lý do này không mà các dự án động thổ bất động sản thường được bắt đầu với hình ảnh chủ đầu tư cắt băng khánh thành và xuất một xẻng đất đầu tiên. Chớ thấy việc lớn mà đặt nặng, chớ thấy việc nhỏ mà coi thường. Việc lớn hay việc nhỏ đều có chỗ hữu dụng của nó. Bất luận là việc lớn hay việc nhỏ, nếu không bắt tay vào làm thì chẳng thể thành. Bất luận việc to hay việc bé, nếu cứ lần lượt trì hoãn thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Vũ trụ luôn xoay vần, huống chi nhu cầu của thị trường luôn biến đổi. Nếu chẳng dám bắt tay vào làm, chẳng dám chớp lấy thời cơ, thì giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ thôi. Lại có câu nói rất hợp với lời dạy trên của Lão Tử rằng: hãy nghĩ lớn nhưng hãy khởi đầu nhỏ. Nghĩ lớn để tầm nhìn rộng lớn hơn. Tỉ như một sản phẩm dịch vụ có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, hoặc có thể giải cứu thế giới, thì cơ hội cũng rộng lớn theo. Nghĩ lớn để thấy được đường hướng phát triển, để khơi dậy niềm khao khát mãnh liệt và quy tụ nhiều người có cùng hoài bão để làm nên những điều vĩ đại. Song, cho dù dự án có vĩ đại đến mức nào, thì những bước khởi đầu hãy làm trên quy mô nhỏ trước khi có thể vươn vòi bạch tuộc ra xa hơn. Vì sao vậy? Cũng giống như nhà sáng lập thương hiệu Phở 24 Lý Quý Trung đã chia sẻ: mở một tiệm xong rồi, đông khách rồi mới mở tiệm thứ hai, thứ ba, chứ không cùng lúc mở luôn 2-3 tiệm cho nó hoành tráng, cho nó có tiếng vang liền tức khắc. Bằng trải nghiệm của mình, ông chia sẻ rằng, nghĩa là làm đến đâu, nghe phản hồi của khách, của thị trường, rồi cập nhật, hoàn chỉnh đến đó. Qua đây, những ai đang hoặc sẽ lập nghiệp, hãy ghi nhớ câu thần chú bỏ túi rằng: hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Hãy mạnh dạn bước đi những bước đầu tiên, trân trọng cả những việc nhỏ để làm nên những việc lớn giá trị. Chúng ta có thể đọc bản tin thấy rất nhiều doanh nhân thành công trên thế giới. Bạn biết không, họ cũng từng trải qua rất nhiều ngày tháng bấp bênh, khó khăn, bế tắc trước khi vươn tới đài vinh quang ngày nay. 2. Ngăn ngừa sự tình từ khi chưa manh nha, trị loạn từ khi chưa thành hình. Lão Tử. Nguyên văn câu nói này là: vì chi ư vị hữu, trị y ư vị loạn, theo chương 64 Đạo Đức Kinh. Trong cuộc sống, đôi khi chỉ vì một sự hiểu lầm, một câu nói vô tình mà khiến một mối quan hệ đi vào ngõ cụt. Sống trên đời, bất luận chuyện gì to lớn cũng đều bắt đầu từ những việc nhỏ bé. Chuyện loạn lạc cũng vậy. Có nhiều cuộc đảo chính xảy ra
mà được manh nha từ những điều mà ít ai để ý. Nhà lãnh đạo nếu biết phát hiện và xử lý sự tình từ khi sự việc mới manh nha thì còn có điều chi to lớn để giải quyết. Làm những việc nhỏ tưởng như không làm mà không gì là không làm, hay nói cách khác là vô vi, chính là như vậy. Doanh nhân sau khi khởi nghiệp thì phải biết quản nghiệp và trị nghiệp. Để quản nghiệp và trị nghiệp tốt thì chẳng phải chờ đến lúc phát sinh sự vụ lớn mới xử lý, mà phải xử lý ngay từ khi sự vụ mới manh nha mới là tốt nhất. Cũng giống như công việc phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp, có những lãnh đạo phải trả giá bằng việc cháy nhà xưởng mới học cách dạy cho nhân viên cách chữa cháy. Những nhà lãnh đạo chuyên nghiệp sẽ lên trước kế hoạch đào tạo, lắp đặt và diễn tập phòng cháy chữa cháy phối hợp với cơ quan chức năng theo quy định để doanh nghiệp luôn trong tình trạng an toàn để làm việc. Trong Đại Danh Tác Thủy Hữ của tác giả Thi Nại Am, câu chuyện của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc tuy có diễn biến khác nhau nhưng đều chung một cốt truyện chung. Cốt truyện chung của các nhân vật là chịu một nỗi hàm oan hoặc một nỗi bất công dẫn đến cùng đường, buộc phải ở trong cái thế loạn đảng chống lại triều đình đương thời. Mà những nỗi bất công, những nỗi hàm oan phần lớn là do các quan tham, các gian thần gây nên cảnh lầm than trong xã hội, đẩy những người trung thần, những người bình dân vào cảnh tan cửa nát nhà, hệt như câu nói tức nước vỡ bờ. Nếu như có bậc thánh nhân gặp gỡ và giúp đỡ kịp thời thì 36 vị thiên can hay 72 vị địa sát có thể dứt được mối loạn, cải tà quy chính, chẳng hại đến triều đình mà cũng chẳng hại lấy thân. Muốn vậy, bậc đế vương phải biết trọng dụng những vị hiền tài, có tài đức vẹn toàn, tôn vinh điều nghĩa, giúp nuôi dưỡng và giáo hóa dân chúng. Khi cái ác không được hoan nghênh thì mối loạn ác cũng bị đẩy lùi. Do vậy, ngăn ngừa sự tình từ khi chưa manh nha, trị loạn từ khi chưa hình thành là lời dạy hữu nghiệm của Lão Tử cho những ai muốn quản nghiệp và trị nghiệp. 3. Người ta làm việc thường gần tới lúc thành công lại thất bại vì không cẩn thận như lúc đầu, về sau như trước thì không hỏng việc. Lão Tử. Nguyên văn câu nói này là: dân chi tòng sự, thường ư cơ thành nhi bại chi, thận chung như thủy, tắc vô bại sự. Theo chương 64 Đạo Đức Kinh. Trong cuộc sống, không thiếu những người rất cần mẫn, nỗ lực và tỉnh táo trong lúc khởi nghiệp, đến khi có chút thành quả lại rơi vào tự đắc hoặc sa đọa vào những cám dỗ khiến sự nghiệp chẳng những không thể phát triển hơn mà còn lao đầu tụt dốc. Có những người sau nhiều lần thành công thì tự cho rằng mình sở hữu bàn tay vàng, sờ vào dự án nào là dự án ấy thành vàng. Sự tự tin ban đầu biến thành sự kiêu ngạo, sự cẩn thận ban đầu biến thành cẩu thả qua loa, dẫn đến hỏng việc. Quản lý một cửa hàng đã khó, quản lý một doanh nghiệp lớn còn khó hơn trăm bề. Do vậy, bất luận là trong hoàn cảnh nào, quy mô nào, nhà quản trị đều phải giữ gìn phẩm hạnh, tôn trọng nguyên tắc làm việc và cẩn thận khi hành sự. Có như vậy thì mới không làm hỏng việc lớn. 4. Cho nên thánh nhân chỉ muốn một điều là vô dục. Lão Tử. Nguyên văn lời dạy của Lão Tử là: thị dĩ thánh nhân dục bất tục, bất quý nan đắc chi hóa, học bất học, phục chúng nhân chi sở quá, dĩ phụ vạn vật chi tự nhiên nhi bất cảm vi. Theo chương 64 Đạo Đức Kinh. Có nghĩa là thánh nhân chỉ muốn một điều là vô dục, không muốn gì cả, không quý bảo vật. Chỉ muốn học cho được vô tri vô thức để giúp mọi người lầm lạc trở về với đạo, giúp vạn vật phát triển theo tự nhiên mà không dám làm, tức không can thiệp vào. Theo đó, thánh nhân vô dục, không quý bảo vật thì có vẻ dễ hiểu, nhưng thánh nhân muốn học cho được vô tri vô thức thì thật trừu tượng. Người ta thường cầu học để đạt được tri thức, chứ có ai muốn học để đạt vô tri vô thức bao giờ. Song
Đứng ở góc độ của một nhà theo đạo tự nhiên như Lão Tử, thì chúng ta có thể hiểu rằng nhân sinh như mộng, chỉ có việc trở về với sự chất phát tự nhiên thì mới trở về với đạo. Như vậy, vô tri vô thức mà Lão Tử muốn nói ở đây chính là sự học đạt đến cảnh giới hiểu được và tuân theo quy luật tự nhiên, chẳng can dự vào việc khác, mới là sự học ở cảnh giới cao. Những nhà lãnh đạo muốn công cuộc quản nghiệp và trị nghiệp của mình được thành tựu thì không gì bằng việc giữ gìn phẩm hạnh của mình, không để lòng tham lấn ác làm mờ mắt, đồng thời phải ngày đêm giúp mình và giúp người tu học nâng cao kiến thức, điều hành quản trị theo cách vô vi, không can dự vào mà phải biết vận dụng quy luật tự nhiên để doanh nghiệp của mình thích ứng và tồn tại trước sự xoay vần của tự nhiên. 4. Lời dạy tinh hoa của Lão Tử về lập nghiệp, quản nghiệp và trị nghiệp bao gồm: cây lớn một ôm khởi sinh từ cái mầm nhỏ, đài cao 9 tầng khởi từ một sọt đất, đi xa ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Ngăn ngừa sự tình từ khi chưa manh nha, trị loạn từ khi chưa thành hình. Người ta làm việc thường gần tới lúc thành công lại thất bại, vì không cẩn thận như lúc đầu, dè sau như trước thì không hỏng việc. Cho nên thánh nhân chỉ muốn một điều là vô dục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục 4 lời dạy tinh hoa của Lão Tử về lập nghiệp, quản nghiệp và trị nghiệp, với giọng đọc và nội dung của Jessica Thảo Nguyễn, kỹ thuật Phong Hồ. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên đề tiếp theo của kênh Ý Nghĩa Sống. Kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình những điều tốt đẹp nhất. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.